Một năm có bốn mùa, xuân hạ thu đông. Đời người có bốn giai đoạn, sinh lão bệnh tử. Thị trường chứng khoán hay là nền kinh tế cũng sẽ như vậy. Đều sẽ có những nốt thăng hoa và những giai đoạn trầm lắng. Vậy, câu hỏi đặt ra là có hay chăng cách dự báo các giai đoạn của thị trường chứng khoán thông qua các dữ liệu về kinh tế? Và chúng ta sẽ tìm hiểu điều đó ngay sau đây. Và hôm nay, đồng hành với chúng ta trong chủ đề ngày hôm nay là anh Trương Quang Bình, Phó Giám đốc Nghiên cứu Phân tích Khối Khách hàng Tổ chức Công ty Chứng khoán Dân ta Việt Nam. Xin chào các anh chị. Vậy theo anh Bình thì nền kinh tế thế giới có tác động đến nền kinh tế Việt Nam hay là không? Theo anh thì có là bởi vì là Việt Nam là một nền kinh tế có độ mở rất cao với 15 hiệp định thương mại tự do đã được ký kết và hai hiệp định thương mại đang được đàm phán. Trong năm 2020 thì rõ ràng là chúng ta thấy là cái thặng dư thương mại của chúng ta đạt cái mức cao kỷ lục là khoảng 15-16 tỷ đô la. Thì cái điều này nó đã đóng góp rất lớn vào cái việc là chúng ta đạt được cái tăng trưởng dương vào năm 2020 như chúng ta cũng thấy. Thì rõ ràng là nền kinh tế thế giới có tác động đến nền kinh tế Việt Nam. Vậy cho em hỏi thêm một câu nữa thì theo anh thì cái thị trường chứng khoán thế giới và cụ thể như là những cái thị trường của những nền kinh tế mà có cái thương mại với Việt Nam rất là lớn như là Mỹ hay là Trung Quốc có hay không cái sự tác động đến thị trường chứng khoán Việt Nam? Về thị trường thì đó là một cái câu chuyện khác, bởi vì chúng ta là được gọi là cái thị trường cận biên. Về mặt ý nghĩa, thị trường cận biên có nghĩa là thị trường ít chịu tác động bởi các thị trường khác. Chính vì thế chúng ta được gọi là một cái điểm đến giúp cho các nhà đầu tư quốc tế đa dạng hóa cái danh mục đầu tư của họ và từ đó giảm thiểu cái rủi ro. Tuy nhiên có một cái điều, có một cái hiện tượng là trong một năm trở lại đây, thị trường chứng khoán càng ngày càng ít chịu ảnh hưởng bởi các nhà đầu tư quốc tế. Bởi vì là như chúng ta cũng thấy là cái số lượng nhà đầu tư trong nước đang rất là quan tâm đến thị trường chứng khoán của Việt Nam và cái vai trò của thị trường của các nhà đầu tư nhỏ lẻ càng ngày càng lớn, chiếm đến trên 90% cái kết quả giao dịch của thị trường. Và do đó chúng ta thấy rằng là các cái kết quả giao dịch của chúng ta có rất ít mối liên hệ với lại các thị trường chứng khoán quốc tế trong thời gian vừa qua. Đó. Vâng, xin cảm ơn anh Bình với những cái chia sẻ vừa qua. Thì chúng ta cũng thấy một điều rằng là ngoài thị trường chứng khoán thì thị trường hàng hóa cũng là một trong những thị trường mà được rất nhiều nhà đầu tư quan tâm. Vậy theo anh thì thị trường hàng hóa có tác động như thế nào đối với thị trường chứng khoán Việt Nam? Một số ngành nghề có cái đầu vào và đầu ra là các loại hàng hóa cơ bản sẽ chịu ảnh hưởng bởi cái giá cả hàng hóa. Tôi lấy ví dụ như là ngành năng lượng đi chẳng hạn, thì sẽ chịu ảnh hưởng rất lớn bởi giá khí đầu vào hoặc giá than đầu vào. Thành thử ra khi mà giá khí và giá than tăng thì nó ảnh hưởng lên cái kết quả kinh doanh của các doanh nghiệp trong lĩnh vực năng lượng. Đối với các doanh nghiệp thuộc lĩnh vực dầu khí thì khi mà cái giá dầu hoặc giá khí tăng thì nó sẽ ảnh hưởng lên rất lớn lên cái kết quả giao dịch của các doanh nghiệp trong ngành dầu khí. Mặc dù là có thể là cái tác động thực sự lên cơ bản của các doanh nghiệp dầu khí sẽ tương đối chậm hơn khoảng từ 3 đến 6 tháng. Rồi, thì bên cạnh đó nữa thì cái giá hàng hóa cũng gián tiếp ảnh hưởng lên thị trường chứng khoán. Đó là bởi vì là khi mà cái giá hàng hóa tăng thì nó sẽ ảnh hưởng lên chỉ số lạm phát. Và do đó thì lạm phát cao thì chắc chắn sẽ là một cái điều mà không mấy tích cực đối với lại thị trường chứng khoán. Xin cảm ơn anh. Ngoài ra thì tôi có một câu hỏi muốn hỏi anh Bình là anh có thể chia sẻ rằng là cái GDP, cái định nghĩa về GDP đó là gì và tại sao GDP được rất là nhiều nhà đầu tư và những người nghiên cứu về kinh tế quan tâm đến như vậy và GDP thì tác động đến thị trường chứng khoán của chúng ta như thế nào ạ? GDP là một cái chỉ số đo lường cái hàng hóa tổng cái gì giá trị hàng hóa được sản xuất ở thời điểm hiện tại, ở thời điểm nhất định. Thì nó là một cái thước đo đối với lại sức khỏe của nền kinh tế. Vậy tôi có một câu hỏi đối với anh Bình là ngoài GDP và PMI thì cái chỉ số lạm phát cũng được rất nhiều nhà đầu tư quan tâm.
Vậy anh có thể giải thích cho tất cả mọi người ở đây thì chỉ số lạm phát đó là gì và tác động của lạm phát đến nền kinh tế đó là như thế nào? Lạm phát tôi nghĩ rằng có ảnh hưởng rất lớn lên nền kinh tế và thị trường chứng khoán. Lạm phát có thể ảnh hưởng theo hai cách. Cách thứ nhất là lạm phát sẽ ảnh hưởng vào cái chi phí đầu vào của doanh nghiệp. Khi mà lạm phát tăng thì cái chi phí đầu vào sẽ tăng và dẫn đến là lợi nhuận của doanh nghiệp sẽ giảm, Sẽ bị ảnh hưởng. sẽ bị ảnh hưởng, và do đó là giá của cổ phiếu của các doanh nghiệp cũng sẽ thay đổi. Cách thứ hai nữa là lạm phát tăng cao thì sẽ làm cho các cơ quan chính phủ sẽ có những cái động thái kiềm chế lạm phát bằng cách là họ sẽ thu hẹp cung tiền, tăng lãi suất. Thì cái chắc chắn là cái việc tăng lãi suất nó sẽ là một cái yếu tố không tích cực đối với lại đầu tư thị trường chứng khoán. Cảm ơn anh. Thì bên cạnh cái chỉ số lạm phát thì có một cái vấn đề, một cái chỉ số mà được rất đông đảo nhiều nhà đầu tư quan tâm và những người nghiên cứu về kinh tế quan tâm, đó là cái chỉ số về thất nghiệp. Vậy thì theo anh thì anh có chia sẻ là thất nghiệp nó sẽ tác động như thế nào đến thị trường chứng khoán Việt Nam không? Thất nghiệp, tôi cho rằng thất nghiệp sẽ ảnh hưởng thị trường chứng khoán một cách gián tiếp, Gián tiếp. bởi vì là thất nghiệp nó sẽ ảnh hưởng thu nhập của người dân, và đó chính là sức mua, là cái chỉ báo về tiêu dùng của nền kinh tế. Thì khi mà cái chỉ báo này bị ảnh hưởng thì nó sẽ ảnh hưởng lên tăng trưởng kinh tế. Tiêu dùng thấp thì có nghĩa là một cái dấu hiệu không tốt đối với lại các doanh nghiệp nói chung, bởi vì nó sẽ ảnh hưởng đến doanh số và từ đó là sẽ ảnh hưởng đến lợi nhuận, và đó là cái yếu tố không hề lạc quan đối với lại các doanh nghiệp niêm yết. Vâng, cảm ơn anh. Thì là một nhà đầu tư, cũng là một người nghiên cứu về kinh tế, thì tôi hay tìm hiểu về các báo cáo phân tích vĩ mô của các công ty chứng khoán. Và trong đó thì có một vấn đề tôi thường hay quan tâm, đó là chính sách tài khóa của chính phủ. Vậy thì theo anh Bình, chính sách tài khóa thì đó là gì? Và tác động của chính sách tài khóa đến nền kinh tế nói chung và đến thị trường chứng khoán nói riêng, đó là như thế nào? Chính sách tài khóa là những cái chính sách liên quan đến thu và chi của chính phủ. Thu ở đây là thuế thông qua các cái quy định về thuế, và chi có nghĩa là chi chi tiêu công. Chính sách tài khóa đóng vai trò rất quan trọng trong tăng trưởng kinh tế. Lấy ví dụ như năm 2020, năm 2021, khi mà nền kinh tế của Việt Nam cũng bị ảnh hưởng bởi dịch bệnh, thì chính sách tài khóa đóng vai trò là một cái chỉ tiêu dẫn dắt đối với lại tăng trưởng kinh tế. Thì như chúng ta cũng thấy là năm vừa rồi thì chính phủ đẩy mạnh, cũng như năm nay và trong thời gian tới thì chính phủ đẩy mạnh cái chi tiêu công. Thì cái việc chi tiêu công nó sẽ thúc đẩy các doanh nghiệp tham gia vào các dự án, và từ đó tạo ra việc làm mới cũng như là tạo ra cái thu nhập cho người dân, thì nó sẽ được chuyển hóa thành tiêu dùng và từ đó nó lan tỏa ra nền kinh tế. Thì những cái chính sách như vậy sẽ được áp dụng khi mà nền kinh tế nó rơi vào cái tình trạng là bị trì trệ, thì cái chính sách tài khóa đóng vai trò là một cái lực đẩy, cái động lực để mà đẩy nền kinh tế lên. Ngoài ra nữa thì chúng ta thấy rằng là cái chính sách về thu của chính phủ cũng rất là quan trọng, khi mà tăng trưởng kinh tế, khi mà tiêu dùng gặp vấn đề thì chính sách về thuế, ví dụ như là năm 2020 thì cái việc mà giảm thuế và giãn thuế cũng đã giúp cho doanh nghiệp và người dân có thể là tiết kiệm được một cái khoản, và họ dành nhiều cái khoản, thay vì đóng thuế thì họ dành nhiều cái tài sản của họ vào cái việc tái đầu tư cũng như là tiêu dùng trong nền kinh tế, thì từ đó giúp cho thúc đẩy cái tăng trưởng kinh tế. Vâng, cảm ơn anh vì những chia sẻ rất là giá trị. Và theo tôi được biết thì bên cạnh những chính sách tài khóa thì còn có một nhóm công cụ, nhóm chính sách khác cũng đóng vai trò rất là quan trọng nhằm ổn định kinh tế và phát triển kinh tế Việt Nam. Đó là nhóm chính sách tiền tệ. Vậy theo anh thì chính sách tiền tệ đó là gì? Và chính phủ, ngân hàng nhà nước thông qua những công cụ nào
để có thể điều tiết được chính sách tiền tệ. Thưa anh. Chính sách tiền tệ là những cái chính sách liên quan đến cung tiền của chính phủ nhằm tác động lên nền kinh tế. Thì chúng ta thấy là có ba cái công cụ để mà chính phủ điều hành chính sách tiền tệ. Thứ nhất là và quan trọng nhất, thường xuyên được sử dụng nhất là chính sách liên quan đến lãi suất điều hành của chính phủ. Thì cái thứ hai là các công cụ liên quan đến nghiệp vụ thị trường mở, có nghĩa là các ngân hàng thương mại và ngân hàng nhà nước sẽ giao dịch các cái giấy tờ có giá, trái phiếu, tín phiếu, vân vân, để mà điều hành cung tiền. Và cái chính sách thứ ba nữa là chính sách về dự trữ bắt buộc, để thông qua các cái ngân hàng thương mại thì ngân hàng nhà nước có thể điều hành cái lượng cung tiền ra thị trường. Cũng như chính sách tài khoá thì chính sách tiền tệ cũng có hai hướng. Một là chính sách tiền tệ mở rộng, sẽ tập trung vào cái việc là tăng cung tiền. Ví dụ như là hạ lãi suất nhằm kích thích doanh nghiệp đầu tư hoặc là kích thích người dân chi tiêu, để qua đó thì nó sẽ kích thích tăng trưởng kinh tế. Cái hướng thứ hai đó là cái chính sách tiền tệ thu hẹp, là cái chính sách tiền tệ sẽ tập trung vào cái việc là giảm cung tiền, ví dụ như là tăng lãi suất. Thì chính sách này được sử dụng khi mà chính phủ muốn ưu tiên cái việc là đi ổn định kinh tế vĩ mô, kiềm chế lạm phát. Như chúng ta thấy năm 2011 thì lãi suất tăng rất là cao, khoảng 14% trần lãi suất huy động, để nhằm là chúng ta kiềm chế cái mức lạm phát rất là cao trong cái thời điểm đó. Vâng, xin cảm ơn anh Bình về những chia sẻ rất là quý báu. Và hy vọng rằng sau chuỗi series này thì tất cả những độc giả, những người theo dõi cái công ty chứng khoán Gia Tài Việt Nam sẽ nắm rõ được các yếu tố, kiến thức về các yếu tố vĩ mô cũng như những tác động của những yếu tố này đến nền kinh tế cũng như là thị trường chứng khoán Việt Nam đó là như thế nào. Xin cảm ơn anh Bình. Xin cảm ơn bạn.